Xin kính chào quý khán giả của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin dân sinh đã được phóng viên của chúng tôi ghi nhận và phản ánh. Clip do khán giả gửi về chương trình tại ngách 210 trên 41 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Đường đi đã bị xuống cấp trầm trọng, cộng với việc rác, phế thải sinh hoạt được vứt tràn lan dưới lòng đường, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mương thoát nước tại đây cũng bị xuống cấp, nước biến thành màu đen bốc mùi hôi thối, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ghi nhận, thời gian gần đây, tại đường Phạm Hùng đoạn trước cửa nhà máy nước Mai Dịch thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, xuất hiện một bãi trông giữ xe trái phép với diện tích khủng trên vỉa hè. Hàng trăm mét vỉa hè bị một số đối tượng chiếm dụng làm điểm trông giữ xe trái phép, gây cản trở cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Và tất nhiên, bãi xe không phép thì việc quản lý, trông giữ cũng như các công tác về đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng rất sơ sài, thậm chí không có thiết bị chữa cháy. Đáng nói là hoạt động trông giữ xe tại đây diễn ra hết sức ngang nhiên mà không thấy lực lượng chức năng vào cuộc xử lý. Liệu có hay chăng chuyện con voi chui lọt lỗ kim trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu? Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ đứng chốt thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm. Do thời tiết nắng nóng, tâm lý người dân ngại ra đường và khi di chuyển thì ai cũng muốn đi cho nhanh để khỏi nắng. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, đây lại là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn liên hoàn do phương tiện không làm chủ được tốc độ. Theo Nghị định 123 sửa đổi bổ sung Nghị định 100 NĐ-CP của Chính phủ, đối với hành vi vi phạm tốc độ, lái xe ô tô có thể bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành tổ chức lại phương án di chuyển tại một số nút giao trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông đã có những chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nút giao ngã tư Sở, các sự cố ùn tắc lại thường xuyên diễn ra. Nguyên nhân được xác định do nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ chấp hành biển báo, đi sai phần đường, làm gia tăng các sự cố xung đột dòng gây mất an toàn giao thông. Hàng chục, thậm chí là cả trăm phương tiện nối đuôi nhau từ đường Nguyễn Trãi băng cắt qua ngã tư để đi về phố Tây Sơn, khiến cho các phương tiện đi từ đường Trường Chinh về đường Láng gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày qua, ai cũng biết là vi phạm, thế nhưng lại ngại đi đường vòng. Tiện lợi cho mình nhưng lại làm khổ rất nhiều người khác đang đi đúng luật. Thấy mọi người thì đông, đứng đi thì em cũng đi theo thôi, nhưng mà biết là sai nhưng mà muộn giờ làm nhưng mà phải bắt buộc đi đường dài ra. Sao mình đi ngược chiều vào đây đấy ạ? Đấy, quay đầu đấy. Theo Nghị định 123 NĐ-CP sửa đổi bổ sung hành vi không tuân thủ hiệu lệnh của biển báo sẽ bị phạt 150.000 đồng. Có thể vì mức phạt vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên dẫn tới người dân vẫn ngang nhiên vi phạm một cách vô tội vạ. Không chỉ xe máy mà thậm chí là cả ô tô. Những hành vi vi phạm như thế này đã làm xấu đi hình ảnh về một thành phố văn minh và kỷ cương. Khi mà có lực lượng chức năng xử lý vi phạm thì người dân rất là có ý thức chấp hành luật giao thông, bởi vì người ta sợ bị phạt. Hai nữa là gì? Khi không có lực lượng chức năng là người dân bất chấp hết. Người ta đã phân luồng để cho mọi cái phương tiện đi cho nó thông thoáng. Thế nhưng mà đây một số những người dân cũng không có ý thức, cho nên là toàn đi trái đường. Thế nên là cái vấn đề này là bên công an là phải xử lý làm sao cho nó triệt để. Theo phương án tổ chức giao thông, dòng phương tiện hướng từ Nguyễn Trãi muốn đi sang Tây Sơn sẽ phải đi vòng thêm khoảng 700 mét nữa, sau đó mới quay đầu lại để tiếp tục lộ trình. Điều này nhằm hạn chế việc xung đột dòng và tạo sự lưu thông thông suốt. Đáng buồn là thay vì chấp hành luật để cải thiện tình hình giao thông tốt hơn, thì vẫn còn một bộ phận người thiếu ý thức vì sự ích kỷ hẹp hòi, vụ lợi cho bản thân mà bất chấp vi phạm luật. Thời gian tới đây, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu hoàn thiện thêm hệ thống biển báo để tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi cố tình vi phạm tại khu vực này. Nếu có thông tin cần phản ánh, quý vị đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0889 55 1155 và 0243 8355 797. Đang vào đỉnh điểm của mùa nắng nóng, thông điệp tiết kiệm điện và sử dụng thiết bị điện an toàn phòng chống cháy nổ trong mùa hè năm nay sẽ kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19h45 ngày mai. Thank you.
VN Hà Nội, phục vụ khách hàng 24/7. Theo dõi điện khó, có EVN Hà Nội